Hoa, hôm nay trên đường bán rất là nhiều hoa. Hoa nhiều nhưng mà cố gắng chọn một hoa đem nó tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, món quà thứ hai, một quyển sách. Còn đây là một cái đồng hồ. Chúng ta phải biết cách quản lý thời gian. Thời gian bấm nút, em cũng cố gắng. Đừng để đừng để vượt qua đó. Về tài sản thì anh cũng không có gì. Rồi, còn USB. USB này thật ra giờ nó là trắng chưa có gì, nhưng mà sau này nó sẽ chứa những cái tài khoản kết sắt ngân hàng và tài khoản ngân hàng. Trời ơi, chơi gì cái trong cả cuộc đời, cả sự nghiệp, cả tài sản luôn. Qua đi. Mày quen nào, dân làm được nè. Được á, cái nào cũng được luôn á. Ủa, khó này. Đây là tổng eo tan tan bảo bụng đó. Ừ. Gì nữa, qua tiếp. Hít vào, hít thở nè. Hít. Này chắc là nghĩ hai người lấy số nhau đi. Về tự tập với nhau đi, hẹn nhau ở công viên đi lên. Đợi nó còn mấy động tác làm luôn đi. Như vậy là Kiều không bấm. Cái quan điểm của em là như là hợp nhãn rồi hợp tính, nói chung là tính em không. Anh là Nguyễn Thúy Kiều, 34 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em là kinh doanh sản xuất các sản phẩm từ sen của Đồng Tháp. Hèn gì bà dến nguyên một cái áo sen quá. Không à. Nói nghe nè, đàn trai ơi, tên người ta là Thúy Kiều đó. Thúy nghe. Kiều, bên đây là Thúy Vân. Không phải lộn. Anh trai giới thiệu về em đi. Tên. Dạ, để mà giới thiệu về em thì câu chuyện nó rất là dài. Thì mà để hình thành nên một con người thì chúng ta cũng phải có người ba, người mẹ. Người ba phải tạo ra một cái tinh trùng, mà tinh trùng nó phải mạnh nhất để thích ra có lạc đề không vậy nhà trai? Mẹ tạo thành một bào thai. Thì cái bào thai đó được người mẹ nuôi lớn và sinh ra em bé. Lúc mới chào đời thì sản phẩm đầu tiên em bé nó sử dụng là gì? Đó là phấn để giữ cho em bé trong trắng, sạch, thơm. Phấn đó cũng là tên của em đó. Chưa câu chuyện vẫn còn dài, câu chuyện vẫn còn tiếp. Trong ngành sư phạm có tên bài hát là nói về người thầy, đó là bài Bụi Phấn. Em tên là Lê Văn Phấn, sinh ngày 26 tháng 4 1984, quê tại Tiền Giang. Cảm ơn em kể từ hồi vua Hùng dựng nước tới bây giờ luôn. Hay quá, chị cản chứ cô Kiều có đi về đó em ơi. Công nhận một cái lời giới thiệu nó lạ thiệt. Cũng ấn tượng đó chứ bộ. Giáo viên dạy môn gì em? Dạ em dạy môn tin học. Rồi bây giờ để em nói luôn đi, cái ưu điểm của em là sao để cho anh đó anh nghe luôn. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, có ý chí cầu tiến. Em thích làm việc trong cái môi trường kinh doanh. Cái mà đi tìm khách hàng thị trường thì cái đó là ưu điểm của em. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là do em hay đi ngoài nhiều cho nên mọi người nhìn thấy em hơi già. Với lại lúc này em hơi mau quên tí xíu. Em mà nói em đi nắng em già, chắc anh già chát luôn á. Anh đi nắng gần 20 năm nay rồi đó, ngoài nắng không à. Còn em ưu điểm khuyết điểm là gì vậy Phấn? Ưu điểm của em á, về tâm thì em đã học được giữ tâm cho thanh tịnh. Em đã trung thực. Và ưu điểm thứ hai là về thân. Thân là quy nguyên chân nhu, là chúng ta em đã học được cách chúng ta phải biết đặt mình thấp hơn mọi người. Hay quá, cái này là anh thấy hay đó. Về thế thì tự nhiên vô chi. Sao cái ngôn từ của em nó rất là đúng không? Bây giờ em có khuyết điểm gì không Phấn? Hay nóng vội, hay hấp tấp, nóng tính, chưa có giàu, chưa có được nổi tiếng. Đó không phải khuyết điểm cưng ơi, thời chưa tới thôi. Đúng rồi đó. Mình không có quy cái đó là khuyết điểm nghe. Anh vậy đó, anh mà học văn giỏi thì toán anh yếu. Nói chung là mỗi một người có một cái thế mạnh và thế yếu khác nhau. Đừng lo điều đó. Dạ. Cái tình trường của em sao? Em đang là người mẹ đơn thân. Con em 5 tuổi. Hôn nhân của em thì được 6 tháng. Em mang bầu 5 tháng ly hôn. Sao vậy em? Sao vậy? Cách đây mấy năm rồi? Cách đây 5 năm rồi. Người ta làm mai trong vòng 3 tháng rồi em cưới, cho nên về không có hiểu nhau. Rồi, cưới như là mai đó mà ai làm mai cho em vậy? Dạ bạn học. Bạn học chứ không phải là bạn muốn hẹn hò. Bạn học. 5 năm đó em có một cái bóng hình nào theo đuổi em không em? Dạ chưa. Em là em chưa nghĩ tới, em chưa nghĩ tới những cái chuyện tiếp theo, bởi vì em lo tập trung làm công việc của em, đúng không? Dạ. Thầy giáo cảm nhận sao? Cô đó làm bên kinh doanh là em hết rồi đó. Thích em đang tìm người làm bên kinh doanh. Tìm người kinh doanh hả? Dạ. Thầy giáo đường tình sao vậy? Em thì đường tình một mối tình đã ly hôn. Và được một đứa nay 13 tuổi học lớp 7. Trai hay gái? Dạ trai, ở với mẹ. Nhưng mà lý do tại sao đi đến độ vợ? Em làm bên kinh tế, em đi sư phạm nữa. Nhưng mà vợ không đồng ý theo em thì
thì hai người không có cùng chí hướng. Cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào về hình dáng, về tính cách? Tầm 1m65 trở lên ha. Em có luôn. Có luôn hả? Có luôn hả? Ghê vậy. Rồi còn cái cân nặng thì 60 đến 70 kg, khuôn mặt thì tròn tròn, không có được ốm quá, không gầy quá. Anh không được ốm. À? Cái này khuôn mặt tròn mà 1m65 đổ lên. 65 thì có. Mà cái này nó không được tròn, nó hơi méo chút. Ba cái vụ đó dễ, đó dễ. Bây giờ ốm thì khó chứ tròn dễ lắm. Em có mẫu hình lý tưởng nào không em gái? Dạ giống anh Quyền Linh vậy. Rồi xong. Không sao, nó y chang là nó giống, nó bên đây giống Quyền Linh y như chang y hệt luôn. Đó là con trai và con trai. Không sao, mình sẽ bổ sung cái đó sau nha. Còn em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào em sẽ kể cho bên đàn gái nghe đi. Một người phụ nữ Việt Nam. Việt Nam. Dạ. Thì đó dĩ là... nhiên rồi. Không lẽ em đi lấy người nước ngoài. Sao mà cầm cái quạt quá vậy? Dạ cầm để cho hỏng nó luôn. Dạ. Tại sao em không cầm cái khác mà em lại cầm quạt? Tại vì này là cái phong thủy của em á, có chữ nhẫn không nè, phải kiên nhẫn. À nhẫn, là nhẫn. Cái phong thủy ghi trên cái quạt luôn đó. Dạ. Ừ, đàn trai này lạ lắm đó Vân. Rồi đi ra ngoài đường là cứ vậy thôi. Dạ có không, ra đường mình ship lại. Bỏ vô vui thôi. Đôi khi người ta không có tự tin đó Vân. Ừ. Giống như Linh mà không tự tin á, Linh cầm trái cam cái hồi Linh bóp nát luôn vậy đó. Trời ơi, Linh giống như Linh Trần Quốc Toàn vậy đó. Rồi em ở trên cái đường Trần Quốc Toàn luôn á cô. Ồ vậy đó hả? Cái điểm kinh doanh em nằm trên ngay đường đó luôn. Cầm quạt nhiều quá người ta tưởng đâu công công đó. Không, anh này quạt thẳng nhau á công. Thẳng nhau á công. Ví dụ như bây giờ cô bạn gái của em đi ra đường chỉ mặc bà ba, quần xoa thì em thấy sao? Em thì rất là dễ, miễn sao người phụ nữ đó thương yêu nha em và lo cho gia đình là được. Còn về cái cách ăn mặc hay là cách đừng có ăn mặc lè lẹt quá, hở hang quá và đừng có sơn móng tay để dài hoặc là nhuộm tóc. Ít nên là xăm mình là em không chịu rồi. Dạ cao thì em 1m7 thì từ 1m60 cho nên là ok rồi. Chưa 1m7 lần đó. Ừ. Đó rồi có muốn trắng không hay gì? Nãy người ta có tâm dạ. sự là da người ta đi ra ngoài đường nhiều bị đen đó. Trắng thì tốt, còn da đen thì mình ở trong mát nó cũng trắng rồi thôi, cũng không sao. Không được đâu em. Anh mà có ở trong mát 100 năm thì da anh cũng không trắng đâu. Không, da anh cũng đâu có đen đâu. Da anh vậy là đẹp. Phải không? Trời Việt Nam da phải xám xám. Lần đầu tiên có người khen trời da tôi đẹp đó Hồng Vân. Không, da Linh đẹp, Linh chỉ có đen thôi. Linh chỉ có đen thôi. Hỏi thăm người thân coi sao nha. Con ơi, hôm nay con đi với mẹ hả? Con tên Nguyễn Ngọc Tú Quyền. Năm nay con mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Con có thương mẹ không? Vậy hả? Nói nghe nè, con thấy cái chú này sao? Cái bác này sao? Con có thích chú không? Biết. Không biết hay chưa biết hả? Con chưa biết hả? Rồi thôi được rồi, thấy là thấy có bộ cũng thấy cũng dễ thương rồi, chưa phản ứng được. Bây giờ hỏi mọi người bạn đi. Đúng rồi. Em xin chào anh Quyền Linh với cô Hồng Vân và mọi người có mặt ở đây và quý vị khán giả xem đài. Em tên là Nguyệt, là chị họ của Thúy Kiều ạ. Kiều là cái tiếp mẫu người mà dịu dàng, ứng xử và mọi cái đều có cái chừng mực. Thứ hai nữa là Kiều là người tuy vẻ ngoài mềm yếu hay là thế nào nhưng mà bên trong là nghị lực rất là mạnh mẽ. Thì cũng rất là mong là em gái của em gặp được một người có thể gọi là một bờ vai để mà em của em có thể là nương tựa vào những lúc như là mệt mỏi ngoài xã hội và một chỗ dựa tinh thần vững chãi về gia đình. Cảm ơn em. Quyết định là do em. Rồi em đi với ai vậy Phấn? Em đi với mẹ của em, dì Năm. À, cô bí thư chi bộ khu phố 1 phường 4. Trời ơi. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Thì tôi là dì Năm của Phấn. Nếu mà được duyên nợ thì Thí Kiều cũng đừng có lo. Phấn thì nó rất hiền, đâu đó rõ ràng, không có biết nói là lừa hay là hoặc là nói láo gì hết. Thấy Thí Kiều đây thì dì Năm cũng chấm được. Thì bây giờ hai đứa tham khảo với nhau. Em gái thấy đàn trai rồi đó, thật sự là rất là phúc hậu luôn. Hy vọng mọi điều tốt lành nha dân nha. Mở rào. Mở rào. Cố gắng lên đi ha. Cố gắng lên Phấn ha. Rồi. Bên kia là Thúy Kiều, bên đây là Bụi Phấn. Đó. Dạ. Em chào anh ạ. Đến đây em không biết gì, em tặng cho anh mấy cái sản phẩm mà cơ sở của em sản xuất. Anh cảm ơn. Đến chương trình anh cũng
chuẩn bị quà tặng cho em. Hoa, hôm nay trên đường bán rất là nhiều hoa. Hoa nhiều nhưng mà cố gắng chọn một hoa để em tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi món quà thứ hai, một quyển sách. Còn đây là một cái đồng hồ. Chúng ta phải biết cách quản lý thời gian. Thời gian bấm nút em cũng cố gắng đừng để đừng để vượt qua đó. Về tài sản thì anh cũng không có gì. Trời ơi, USB. USB này thật ra giờ nó là trắng chưa có gì hết, nhưng mà sau này nó sẽ chứa những cái tài khoản kết sắt ngân hàng và tài khoản ngân hàng. Trời ơi, chưa gì để trao cả cuộc đời rồi, cả sự nghiệp, cả tài sản luôn. Dường như là thấy hai người gặp nhau cái xong có một cái sự gì mà bồi hồi nè, ngập ngừng nè, phấn rất là uyên bác khi mà chưa kéo cái này nha. Thế nhưng gặp Kiều một cái là tự nhiên ngại ngùng e lệ giống như trai mới lớn vậy đó. Nhìn phấn thì Kiều nhắm phấn được bao nhiêu phần trăm? Thì theo em cảm nhận thì cũng được 60%. 60%. Sáu mươi phần trăm là trên 50% là đạt rồi đó. Chị dạ, em nâng lên 100% luôn đi, anh sẽ cho em trên 100%. Từ từ anh sẽ phấn đấu đến 100%. Cái đó là do cái cách của anh sẽ phấn đấu đến 100%. Anh phấn đấu trên 100%. Dạ, anh cảm nhận về em thế nào? Cũng hiền, cũng có chí hướng làm người kinh tế. Anh cũng cho em 60% bằng như anh luôn. Cho cơ hội để tìm hiểu với nhau. Nãy anh nói anh quê ở đâu? Anh ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khác bên đó. Anh có thể hẹn hò em ở đâu? Cơ sở của em là chủ nhật được nghỉ. Chủ nhật thì anh muốn hẹn thì anh chạy lên trên em. Thường sáng em thức dậy vào lúc mấy giờ? 6 giờ là soạn hàng đặng cho xe đi giao hàng hàng ngày. Thức dậy lúc 4 giờ sáng để vệ sinh cơ thể, vệ sinh nhà cửa và tập thể dục. Thì lên đây anh cũng có chuẩn bị hai cái bài tập thể dục giảm cân. Trời ơi, nghĩa là tan mỡ bụng, và thứ hai là tập hơi thở, tập khí công, và thứ ba là chạy bộ để giữ sức khỏe. Em mời anh Nguyễn Linh tập với em được không? Hả? Sao em mời Hồng Vân á? Em mời cô luôn. Sao là tôi coi được rồi. Là tôi sẽ bắt chước. Phải khởi động cho miếng nhạc đi cho giãn cân giãn cốt. Rồi nhạc đi. Em tập không đứng như tập chung anh luôn. Dạ, động tác đầu tiên là tay ngực hả? Dẫn chân. Tay ngực hả? Đó. Qua đi. Này quen nè, Hồng Vân làm được nè. Được hết á, cái nào cũng được luôn á. Ủa, có này nè. Này là tổng eo tan tan mỡ bụng đó anh. Ừ. Gì nữa, qua tiếp. Tập về khí, về hơi thở để giữ mà có một cái luồng khí nó khỏe cho cơ thể, ít bị bệnh. Kệ nó. Dạ. Hít vào, thở ra. Hít. Này chắc là nghĩ hai người lấy số nhau đi, về tự tập với nhau đi, hẹn nhau ở công viên. Đó, đi lên. Kệ nó, còn mấy động tác làm luôn đi. Trời ơi, sao mà thuộc nổi hả Linh à? Kệ nó. Dạ, động tác tiếp theo. Đúng rồi. Ông Linh không còn làm việc từ đây cho tới 7 giờ tối đó. Qua đi, qua tiếp đi, gì nữa không? Dạ, không gì nữa. Được rồi. Ừ, chúng ta nghĩ đây là một nửa yêu thương của mình, một nửa manh ghép của mình. Thì hãy tạo cơ hội, điều kiện cho nhau. Hãy bấm nút. Quyền quyết định là của các bạn. Chuẩn bị trong 3 tiếng đếm. 3 2 1 1 Hết thời gian. Như vậy là Kiều không bấm. Cái quan điểm của em là như là hợp nhãn rồi hợp tính. Nói chung là tính em khó bởi vì đến bây giờ thì còn đi học phổ thông á, lúc đó vô lớp 12 rồi. Nên thôi tập trung vào học. Với lại người ta cũng xin quá trời. Em thì không có xin bằng. Lần thứ hai thì em cũng cố gắng hết sức. Họ cũng im nên anh thôi. Còn như chưa mối tình nào thành ở trên đúng không? Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng cả năm. Bạn thì giới thiệu về mình đi. Em là Quỳnh Nga,
À, 29 tuổi, em làm kế toán của bến xe khách tỉnh Đồng Nai. 29 tuổi? Dạ. Trẻ quá. Cảm ơn chị. Quỳnh Nga, kế toán 29 tuổi. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ, chào chị Cát Tường. Em tên Nguyễn Trung Hiếu, năm nay 29 tuổi. Dạ. Sao rung vậy? Dạ, cũng rung chứ. Có lần nào xuất hiện sân khấu chưa? 29 năm là lần đầu tiên em. Tối qua giờ có ngủ được không? Nói chung là cố gắng. Căng thẳng hồi hộp chờ đợi điều gì xảy ra với mình không? Cũng hồi hộp. Hồi hộp. Dạ. Rồi, thằng Trung Hiếu bao nhiêu tuổi? Dạ, 29 tuổi. 29 giờ bằng tuổi với bạn Quỳnh Nga bên kia. Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ, em là nhân viên bảo trì. Bảo trì về vấn đề gì? Dạ, về điện anh. Có bị điện giật lần nào chưa? Dạ, thỉnh thoảng. Đó chứ làm cái nghề đó cũng phải cẩn thận các bạn ha. Dạ, dạ. Làm thợ điện bao lâu rồi? Dạ, em làm được 5 năm rồi anh. 5 năm rồi. À, quê bạn ở đâu? Nguyên quán là ở Hà Nội, nhưng mà em sinh ra lớn lên trong đây. Bạn nghĩ là 29 tuổi đã đến cái tuổi mà mình cần lấy chồng chưa? Dạ, tới rồi chị. Tại sao bây giờ bạn vẫn chưa có được bạn trai? Em nghe lời người lớn khuyên, bảo là tuổi em phải lấy trẻ trẻ thì hạnh phúc hơn. Còn nếu mà lấy sớm thì hai đời chồng. Ai nói như vậy? Dạ, ba mẹ rồi những cô chú đồng nghiệp lớn tuổi. Chứ không ai hối thúc em lấy chồng hết trơn hả? À, bây giờ là hối thúc rồi đó chị. À, những lúc rảnh rỗi ngoài công việc thì bạn thời gian bạn dành bạn làm việc gì? Thì em hay ở nhà trồng rau. Vậy hả? Dạ. Nhà bạn có đông anh em không? Nhà em rất là đông, 8 anh chị em, 4 trai 4 gái và em út. Tất cả lập gia đình hết rồi, còn một mình bạn là chưa thôi. Dạ. Bây giờ bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Thứ nhất là không biết tôn trọng tình cảm, và thứ hai là không hiểu biết gia trưởng gì, độc đoán thì em không thích. Có gia trưởng không anh? Có một xíu á. Chút xíu hả? Dạ. Bỏ được không? Người đàn ông mà phải là trụ cột gia đình nên phải có một xíu xíu gia trưởng, nhưng mà phải biết lắng nghe nữa. Biết lắng nghe nha. Dạ. Phải nghe bỏ chứ. Được đúng không? Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Có để ý hai người. Để ý thôi hả? Dạ. Chứ chưa có quen. Dạ chưa. Sao vậy? Chị đầu tiên á thì còn đi học phổ thông á, lúc đó vô lớp 12 rồi nên thôi tập trung vào học. Với lại người ta cũng xinh quá trời, em thì không có xinh bằng. Lần thứ hai thì em cũng cố gắng hết sức, họ cũng im nên anh cũng thôi. Còn như chưa mối tình nào thành hết trơn đúng không? Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng cả năm. Bạn mong một người bạn gái của bạn như thế nào? À, về ngoại hình á thì chắc không chỉ cân đối là được rồi. Khuôn mặt nhẹ nhàng, lúc nào cũng tươi tươi. Cái thứ hai nữa biết chăm sóc gia đình, sống tiết kiệm một chút. Không thích người bạn gái ở những điều gì? Nhuộm tóc hay gì đó em không thích lắm. Nhuộm tóc cái gì nữa? Là sơn móng tay này kia, nói chung là mẫu hiện đại. Làm đẹp mà. Phụ nữ thôi làm đẹp mà sao không thích vậy bạn? Như ở mức độ thôi, ví dụ như nhuộm nó màu nó hợp hợp á chị. Chứ quốc vô đầu đỏ chét thì nó kỳ. Bận đồ đỏ được không? Dạ đỏ thì được, đỏ hấp dẫn kìa. Mình có thể giới thiệu một chút xíu điểm mạnh của bạn là gì và điểm yếu của bạn là gì? Tính em ưu điểm là rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn nhược điểm thì hay giận. Hay giận? Dạ. Mà thường là bạn giận ai? Bạn bè hay chọc quê gì là em giận, giận chút xíu. Nếu mà bạn bè mà nói lại thì không có. Và từ trước giờ bạn đã có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình cũng hơn 3 năm rồi. Và bây giờ mình có cái tiêu chuẩn gì để mình đi đến kết hôn nữa hay không? Chỉ cần người đó nghiêm túc trong tình cảm và thương em thật lòng. Hôm nay bạn đến chương trình, bạn có ai đi theo ủng hộ bạn không? Dạ có, chào em, bé Liên. Chào bé Liên. Dạ em chào chị ạ. Bình thường thì Liên có hay gặp cô của mình không? Ta là em với cô ở một phòng ạ. À thì nãy giờ Liên thấy cái anh bên kia là có hợp với cô mình không? Anh thì có vẻ hơi ít nói ạ. Nói chung với em nghĩ thì cũng được, nhưng mà anh nói nhiều thêm xíu ạ. Nói nhiều thêm một chút xíu nữa. Ít anh nói. Ở đây đông người anh mắc cỡ thôi. Dạ vâng. Nói nhiều được không? Được. Cậu nói thử nói nhiều coi. Phải có chủ đề hay nói. Chủ đề tình yêu đi, nói nhiều coi. Tình yêu là gì? Cái quan điểm tình yêu của em là chân thành, thông cảm, chia sẻ và chấp nhận. Bắt đầu từ sự chân thành, cái đó là cái nền móng tốt nhất. Sau đó thì mới là mình mới thông cảm nhau. Cái thứ hai là chia sẻ khó khăn cái gì đó, mình có thể ngồi bàn bạc nhau đó. Ba là chấp nhận. Tại vì con người mình không thể nào hòa hợp được 100% được. Phải biết chấp nhận những gì điểm không tốt, chấp nhận những người xung quanh bạn mình. Thì đó mới là lâu dài được. Có nhiều được chưa bạn? Dạ cũng tạm được rồi. Cũng tạm được. Bây giờ trước khi mà tôi sang tôi xem mặt người bạn trai này dùm cho bạn, thì tôi hỏi bạn một lần một nữa. Bạn có một cái chuẩn bạn trai mình là một cái chuẩn người như thế nào? Em rất là thích người cao to, càng cao to càng tốt. Cao quan trọng là bao nhiêu, to là to bao nhiêu? Cao trên 1m7 và nặng trên 70. Làm gì dữ vậy? Bạn cao bao nhiêu? 55 thôi ạ. 55 là 1m7 mà nặng trên 70 dữ vậy? Dạ. Rồi, tuổi tác rồi có vấn đề gì không? Dạ không, em không có phân biệt tuổi tác. Sao cũng được đúng không? Dạ. Bây giờ chỉ cần là cao to là được cái gì? Cao to, đâu rồi? Này mập luôn. Chào chị. Anh cao bao nhiêu? Dạ em cao được 1m72.
to nhiêu? Dạ to hơn chỉ tiêu bạn đó 10 kg, là 80. Trời ơi, lố quá có sao không ta? Bạn thích người bạn gái của mình là người như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, ngoài ra là khéo léo trong các quan hệ. Ví dụ như trước mặt bạn bè em hay trước mặt mọi người, có thể em sai đi, nhưng mà đừng có nói này nói kia, mà hãy về nhìn. Nói chuyện em. Cái lúc đó là nhìn cái đã, đúng không? Rồi về nhà muốn dạy gì dạy. Không được, nói từ từ thôi. Bây giờ mình nếu lấy nhau thì mình sẽ ở đâu? Trước mắt là phải ở với gia đình em thời gian, quen với cách sống của gia đình em đã. Rồi sau đó thì nếu mà có điều kiện nữa thì mình ra riêng. Mà bây giờ mình nghĩ nếu mà được thì bao lâu nữa mình có thể cưới đồ được? Dạ nếu mà thuận lợi hết thì chắc cuối năm nay hoặc là giữa năm sau. Cứ nghĩa là trong vòng một năm. Dạ đúng không? Lâu quá sợ bạn biết tật xấu. Lấy về lòi ra cái xấu thì sao? Dạ lúc đó phải chấp nhận thôi. Mình tật xấu của anh là gì mà anh sợ như vậy? Nóng tính anh. Nóng dữ không? Dạ em nóng dữ lắm. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất là bỏ ra ngoài. Hít ra ngoài giờ trời thoáng mát á. Quên bạn gái chưa? Dạ không. Không được tuyệt đối nha. Dạ không. Yêu nhau mà nựng sao? Nựng cục cưng cục cưng. Em có yêu cầu người phụ nữ có thể giống ai không? Em thần tượng mẹ em lắm. Thần tượng mẹ? Dạ. Và muốn người bạn đời của mình cũng có những tính cách giống mẹ hay sao? Dạ. Rồi, để tôi xem thử cô này có thế nào đây nha. Bạn chờ chút xíu. Hơi gia trưởng chút. Chào xíu. Chào anh. Dạ. Nghe tiếng nói rất nhỏ nhẹ ha. Hơi gia trưởng chút xíu, bạn có đồng ý không? Dạ, được. Ủa mà bạn trai đi với ai đến đây vậy? Dạ, đi với bạn em chị. Đâu bạn, bạn đâu? Dạ. Dạ chào chị. À bạn thấy bạn đó có nhiều bạn gái không? Xung quanh có ai để ý không? À toàn là bạn ấy để ý người ta chứ chưa ai để ý bạn đó. Để ý ta mà không được dạ ai. Dạ không, dạ không, nhưng mà chắc là nét duyên nó tiềm ẩn nên tìm hoài chưa ra nữa. Bây giờ thấy chị này, bạn này sao nè? Được á Hiếu, bấm nút đi Hiếu. Chúng ta sẽ rồi, có 2 phút gặp gỡ. Chúng ta sẽ gặp nhau, trò chuyện với nhau ha. Mặt đối mặt xem cảm xúc của mình như thế nào. Dạ kéo màn lên ạ. Về nhớ nhờ stylist ha. Dạ. Làm lại quần áo thế nào ha, tóc tai sao tạo ấn tượng. 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Chào anh. Bạn. Dạ. Thành có hoa tặng bạn. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Cảm ơn bạn. À, hôm nay mình quyết định chọn hoa hướng dương để mong là bạn sẽ hướng dương là mình. Bạn có nghĩ sao về bữa cơm chiều? Em thấy một buổi cơm chiều rất là quan trọng để những người thân trong gia đình có thể gần gũi nhau hơn. Đối với mình thì mình rất thích ăn cơm nên là bữa cơm chiều đó mình là tuyệt vời. Dạ. Thế anh có nghĩ tới là sẽ lấy vợ xa quê không? Thương nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chứ không phải là xa nhau mấy núi cũng leo, núi mà cao quá thì ta đi về hả? Như nóng mặt rồi đó. Thì nóng hơn em hả? Không, tại cái áo màu đỏ nó phản lên ơi. Dạ. Bạn trai có quan trọng chuyện tuổi tác không? Mình có lấy vợ, mình có chọn tuổi nào rồi này kia gì không? Thì cái tuổi tác nó cũng một phần quan trọng á. Ví dụ như cái tuổi tác nó mà nó thuận lợi á thì mình có thể là công việc làm ăn của mình nó sẽ trơn tru hơn. Chỉ bạn có hợp với tuổi gì? Em hợp với tuổi mèo, tuổi ngọ. Tuổi gì? Em từ con hổ. Ồ, con hùm. Con hùm có vấn đề gì không? Dạ em cũng tuổi con hùm. Hai con hùm hùm nhau. Người ta nói rằng lấy vợ tuổi hùm là hơi mệt đó. Cái mệt đó chắc phải trải nghiệm rồi mới biết được. Trải nghiệm là sao bạn? Dạ phải cưới mới biết được. Cưới về rồi thấy mệt quá là sao? Phải cố gắng. Nó chơi cho vui thôi. Quan trọng là vợ chồng với nhau hợp như thế nào. Và chúng ta sẽ trò chuyện chia sẻ với nhau những lúc khó khăn và thành công thế nào. Quan trọng là do hai người thôi. Okay, bây giờ thì nhấn nút đi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút với nhau. Hãy lắng động lại và suy nghĩ. 1 2 3. Hết thời gian. Có bấm không? Có xoay mà. Bấm chứ không phải xoay. Ủa sao nãy dặn xoay? Có gì thôi nha. Dạ. Khỏi lắm, khỏi lắm lại nha. Có quyền tự giúp không? Đó giờ bao giờ không bằng
người phụ nữ đúng không? Chưa. Chưa, giờ hung thử. Dạ thôi. Hả? Để chỗ nào kín kín. Tại cái đó là cái phút trầm bổng nên có thể kín kín. Cái đây nhiều khi đang trầm cái bạn la quá cái bổng hết hồn chạy tiêu. Dạ. Sao có thể nắm tay nhau?